Rồi, ok, hello các bạn đang xem video của mình nha. Thì mà chúng ta sẽ quay trở lại với series Q&A, câu hỏi và câu trả lời nha mọi người. Ê, thì cái câu hỏi mà các bạn dành cho mình hôm nay đó chính là: anh ơi, em nghe mấy anh em trong hội hay nói rằng cái cây này là Miraxilic nè, thì trông có vẻ cái máu Raxilic nó mạnh hơn máu Mira, hay là cái ấm này nó có đặc điểm khá là tương đồng với lại dòng Raxilic. Thì cái độ mạnh yếu mà trong máu mà anh em hay nói là gì vậy anh? Thì cái nguyên cái căn nguyên của cái vấn đề này đó chính là về cái bộ gen của cây nha mọi người. Thì có thể các bạn cũng đã biết rồi, hoặc là các bạn chưa biết. Năm lớp 12, lớp 11 chúng ta có học về cái bộ môn sinh học. Sinh học lai cây đậu Hà Lan, bóng láng, rồi lai với cây đậu Hà Lan có đốm được cái kiểu câu đời đấy. Trời ơi, ta nói hồi xưa xưa làm mấy cái bài tập đó nó hỡi ơi trời đất luôn, thậm chí mà bây giờ thì mình cũng không biết là nó lai kiểu gì, mình chỉ biết là nó lai đời F1, nó ra được vậy thôi, được cái kiểu công nhận ông Mendel ngồi đếm đậu khá là hay. Trời ơi. Rồi, ok, thì đối với dòng cây nấm ấm, nó tuân thủ cực kỳ chặt chẽ cái lý thuyết đó luôn nha mọi người. Đó là lai tính trạng giữa cây chọi, cây lặn được cái kiểu. Thì trên màn hình các bạn đang thấy rằng là có một cái bé nấm ấm khá là quen thuộc đối với những bạn nào mà mới về chơi. Đó chính là Mirabilis lai với lại Raxilic. Raxilic nó như thế nào đây? Mình có một cái ấm Raxilic cây thuần luôn nha mọi người, cây thuần chủng nè. Đây là cái cây Raxilic. Mirabilis là cây nào đây? Mình cũng có một bé thần chủng Mirabilis nè. Các bạn có thể thấy. Rồi, độ mạnh yếu trong máu máu mà anh em hay nói tới là cái gen chọi và gen lặn. Tuy nhiên trong một cái đợt hạt gieo hạt đi, trong một cái cây gieo hạt thì chắc chắn 100% là nó sẽ rải ra rất là nhiều cây luôn. Như trong những cái clip trước mình cũng đã nói rồi, cây nắp ấm á, một cái hạt là một kiểu ấm. Một cái hạt là một kiểu ấm nha mọi người. Nên á, khi mà nó lai ra thì một số cây thì sẽ giống cây mẹ, một số cây thì lại giống cây cha, một số cây thì lại giống ông hàng xóm, một số cây thì không biết nó giống ai luôn mọi người. Đây, đó là một cái câu nói đùa trong anh em chơi cây trong hội, nhưng mà thực sự là nó như thế. Nhiều đợt mình lai ra một cái kiểu ấm, mình cũng không biết là nó lấy của cái đạn gen cây mẹ, lấy cái gì được cái kiểu, nhưng mà không hề giống cây mẹ, cũng không hề giống cây cha. Nên á, gen chọi máu mạnh máu nhạt là nó như thế. Nếu như một cái cây máu mạnh đi, máu mạnh là ý anh em hay nó là cái gen mạnh á, gen mạnh. Nếu như cái gen mạnh nó ghép vào thì đương nhiên là cái cây mà cái đời con á, khi mà nó ra là nó sẽ mang hình dáng của cái gen mạnh. Ví dụ như về cái gen của cây cha mạnh đi, thì chắc chắn 100% khi mà nó cái cây con nó phát triển nó lớn lên thì cái ấm nó sẽ giống cây cha. Đây là một cái ví dụ điển hình nhất nè. Cái dòng Miraxilic này là cái theo mình đánh giá là cái gen của cái dòng Raxilic chiếm lợi thế nha mọi người. Các bạn có thể thấy nè, cái cây Raxilic thì mình để cạnh bên thôi, nhưng mà hơi xa. Các bạn ghi nhớ hình dáng nha. Nhớ hình dáng nè, và đây là cái ấm của dòng cây Raxilic. Thì theo như mình đánh giá là nó gần như là 90% y chang cái dòng Raxilic luôn nha mọi người, y chang luôn, không khác gì cả. Suy ra rằng là máu Raxilic rất là mạnh, y chang luôn, còn máu Mirabilis là nó chỉ nhẹ nhẹ thôi. Các bạn có thể thấy là cái cách để mà phân biệt rõ ràng nhất giữa dòng Raxilic là với lại Raxilic đó chính là cái bờ môi. Đây, các bạn có thể thấy là bờ môi của Raxilic nó cực kỳ mỏng nha mọi người. Nó cực kỳ mỏng, nó giống như là một cái vòng bình thường thôi, không có bè ra gì cả. Nhưng mà cái Raxilic này nó có cái bờ môi nó tương đối nó dày hơn một xíu. Đây, các bạn có thể là nó dày hơn một xíu nè. Dày hơn có xíu à. Sở dĩ mà nó dày là do máu của dòng Mirabilis. Tuy là cái dòng Mirabilis này cái môi của nó theo mình đánh giá là nó cũng không quá là dày đâu, bởi vì nó lai lại thì nó chỉ tăng cái kích thước môi lên được có chút xíu à. Với lại để mà hình dung rõ nhất là các bạn nên lai một dòng ấm dài hoặc là ấm chung,
cái ấm mà nó hơi hơi dài như cái này, các bạn lai với ấm tròn đi. Ví dụ như là cái cây Mirabilis này lai với lại cái cây Ambularia, lai với lại Ambularia này, các bạn có thể là nó siêu tròn luôn. Đấy, siêu tròn thì nó sẽ ra cái kiểu ấm như thế này nè mọi người. Rồi ok, thì đây là một dòng nắp ấm chắc là khá là quen thuộc đối với những anh em nào mà chơi khoảng thời gian đầu, đó chính là Cooking Green. Cooking là con lai của dòng Mirabilis lai với lại Gracilis, lai với lại Ambularia đó mọi người. Đấy, các bạn có thể thấy là ở đây là cái máu của Mirabilis chiếm lợi thế nha, vì nó đã kéo dài chiều cao, kiểu như là bố lùn, mẹ thì cao ngồng, đẻ ra con thì dài ngoằng. Ấy y chang luôn mọi người. Nói chung là dòng nắp ấm nó rất là thú vị. Bạn nào mà chơi lâu rồi thì thường các bạn sẽ thấy anh em chơi lâu là anh em hay gieo hạt là nhiều để mà kiếm được những dòng lon mà dòng ấm cây kiểu độc lạ nữa, là như thế. Đây các bạn có thể minh chứng rõ ràng nhất là từ ấm lùn nó kéo lên thành ấm dài, nhưng mà cái bờ môi hồi nãy các bạn có thể thấy rằng là cái bờ môi của Mirabilis á, nó bè ra, còn đối với dòng Ambularia là nó sẽ cụp vào, và cái bờ môi này nó mang cái bộ gen của Ambularia nè. Ok, đó là cái câu trả lời của mình cho cái câu hỏi. Anh ơi, em thấy anh em trong hội kêu là máu Mira mạnh, máu Gasilis mạnh, được cái kiểu con đại điểu vậy, nó là cái gì vậy anh? Rồi, và cũng có cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu như bạn thấy clip hay hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Bye bye mọi người.